Trong dự hội nghị triển khai mô hình về thực hiện bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng tại các phát triển mô hình thôn khu dân cư gắn với địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. Nói chung sau đây là một nhiệm vụ khó khăn, thử thách cần phải thực hiện. Tôi nên thông qua báo cáo sơ lược đặc điểm Ninh Giang tỉnh Hải Dương phía bắc, phía nam sát thôn Mỹ Xuyên xã Đức Hòa. Thôn thôn có 2 trụ đảng với 242 đảng viên, sử dụng trên 250 m² với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Bao gồm 3 chương 13 điều với 12 tiêu chí ứng xử chung và các tiêu chí ứng xử cụ thể ở một số nơi công cộng. Tham dự hội nghị thực hiện kế hoạch số 523 trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. Xin được gửi tới các vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và khát vọng vươn lên hình thành những giá trị văn hóa của người Hải Dương. Không thép ạ. Đây là của Liên Việt tài trợ đấy à? Ôi Hoành Gia Tràng thế này à? Này nó là treo lên cột điện. Liên biết đầy đủ rõ ràng giá và nguồn gốc sản phẩm. Đây treo cột điện á? Treo đó thông tin. Cái này treo cột điện. Mình kêu ô nhiễm như chính mình thải ra. Cái nào? Đây cái này ở chợ đấy. Chợ. Ở đâu thì treo ở đấy. Đi đâu nhỉ? Đi những phần bì thơ một ly nhà trí buổi sáng thì quang lên nhưng buổi trưa thì bị hết. Buổi công tác chị đây.